Chào các bạn, khi các bạn có một cái website mới ra mắt chẳng hạn, hoặc là một cái kênh YouTube, chúng ta cần cái intro video clip chẳng hạn, hoặc là một công ty của chúng ta khi cần có một cái đoạn phim phóng sự gì đó, thì trước khi đoạn phim phóng sự bắt đầu thì chúng ta sẽ cần một cái đoạn clip intro. Thì chúng ta sẽ sử dụng After Effects, là một cái chương trình của Adobe, thì nó hơi chuyên nghiệp chút xíu, thì nó khó thích hợp với giới bình dân, thì đòi hỏi chúng ta phải học. Thì sau đây là cái bài tập đơn giản dễ sử dụng cho mọi đối tượng, có thể là con nít cũng làm được luôn. Nói chung là rất là đơn giản. Thì các bạn truy cập vào trang này, flixbread.com. Đây là một chương trình online video creation studio, thì nó sẽ giúp các bạn tạo những cái đoạn intro cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Thì cái việc đầu tiên khi các bạn bước vào trang này thì chúng ta sẽ register đăng ký một cái tài khoản. Thì sau đăng ký xong á, bạn sẽ nhận được cái mail là confirm cái link để chúng ta bắt đầu sử dụng chương trình. Thì sau khi login xong, các bạn vào Automate Template. Chúng ta vào ở đây thì những nó có hiệu ứng cho mình coi trước nè. Chẳng hạn như hiệu ứng này đi. Thì khi mình click vào nó sẽ demo cho mình coi trước. Thì cái template này là khoảng 3 đô. Thì có thể có giá ở đây hết ha, 3 đô, 7 đô. Thì mình sẽ chọn vào cái free template. Nhưng cái đoạn free này thì thật ra nó cũng rất là chuyên nghiệp, mà cái đề nó hơi ngắn thôi. Chẳng hạn như mình chọn cái cinema intro này. Thì đây là free, giá 0 đồng, và chúng ta sẽ coi trước cái intro demo của nó. Sau đó chúng ta chọn Next. Chúng ta sẽ check vào I confirm that. Ở đây nó sẽ có cho mình chọn color là màu, chẳng hạn green hoặc xanh lá, red, purple là màu tím. Top line là cái dòng chữ lớn ở trên, thường là những cái logo. Ví dụ như mình gõ trang web mới của mình ra. Bottom line là dòng chữ nhỏ phía dưới. Thì những thường thường những dòng chữ này là những câu slogan. Rồi, nếu như chúng ta muốn sử dụng xuất file HD 1080 thì các bạn sẽ tốn khoảng 40k là 2 đô. Còn bạn muốn xem trước review thì chúng ta sẽ check vào đây, chúng ta sẽ coi review. Còn bạn muốn xuất file thì các bạn sẽ chọn play order, chúng ta chọn Z. Sau đó chúng ta sẽ view my order của chúng ta. Đây là cái đoạn order mới chúng ta nè. Chúng ta sẽ chờ đợi một chút xíu và chúng ta sẽ có thể click vào xem. Thì sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta được đoạn clip intro như thế này. Rất là chuyên nghiệp các bạn ha. Và rất là nhanh, chỉ trong vòng vài giây là chúng ta có thể làm được một cái đoạn intro một cách rất là đơn giản. Thay vì chúng ta sẽ vào After Effects thì làm nó sẽ phức tạp hơn, thao tác nó nhiều hơn một tí xíu. Thì với cái bài tập này thì sau khi chúng ta xuất được một cái đoạn phim xong thì chúng ta có thể dùng trình duyệt để chúng ta tải cái đoạn clip này xuống và chúng ta có thể ứng dụng vào những cái đoạn clip intro của chúng ta.
Thì với bài tập đơn giản như thế này thì cũng coi như là một cái cẩm nang nho nhỏ dành cho tất cả các bạn. Và chúc các bạn làm cái bài tập này thành công.